Anh Trần, chào anh, hải quan Hồng Kông. Lại là hải quan, chắc người đừng có phiền tôi nữa. Đi đi, tôi không có gì để nói đâu. Không phải anh Trần à, thật ra đừng có làm phiền tôi nữa mà. Ý tôi muốn nói giờ này rất khó đón xe, hay là để chúng tôi chở anh đi? Không cần đâu, đi đi, có được hay không vậy? Ba ơi, trễ giờ rồi, con không muốn đâu. Phải đó, đợi nữa sẽ trễ giờ, phải không bé? Bên này nè, xe của chúng tôi ngừng đi thôi. Đi nhanh lên, đi học rồi nha, chịu không hả? Sao không đi học nữa vậy? Nếu con không đi sẽ trễ giờ đó. Nè, lát nữa con tan học thì ngồi xe của trường, ba sẽ đứng dưới nhà đón con, có chịu hay không hả? Vậy còn má, ba nói hôm nay má sẽ về nhà, có phải thật không? Phải, ba không có nói dối đâu, ba móc méo với con đó hả? Có phải ba xài hết tiếp thuốc mà má mua cho ba không? Cô giáo tới kìa, mau nói câu chào buổi sáng với cô đi. Con chào cô. Chào con, chúng ta vào lớp đi. Đi học đi hơi, bye bye. Anh Trần à, thật ra chúng tôi cũng không muốn làm phiền anh, nhưng anh đã hứa với con anh là không nói dối. Tôi nghĩ anh nên giữ lời hứa, hỗ trợ ra tòa làm chứng, phải không? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không quan tâm vụ đó nữa. Cô đừng có làm phiền tôi nữa, có được hay không? Anh Trần à, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, rất có cơ hội kiện được ông chủ đó. Với lại anh tố cáo tiệm đó mà, anh lại là người bị hại, cho nên chúng tôi thực sự hy vọng anh làm chứng. Phải đó, làm ơn đi. Lần này tôi bị các người hại tôi thê thảm, tiệm đó lừa tôi 20 mấy ngàn đô. Đúng là tôi đau lắm, nhưng nếu tôi không báo hải quan thì vợ tôi sẽ không biết chuyện này đâu. Phải, tại tôi. Nhưng nếu không phải tại các người, tôi không thê thảm tới như vậy. Bây giờ vợ tôi bỏ đi rồi đó, bỏ mặt tôi và con gái. Coi như tôi năn nỉ hai người đi, đừng có làm phiền tôi nữa, có được hay không vậy? Tính sao đây madame, chúng ta không còn thời gian nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đi tìm vợ. Đi đâu vậy? Xin lỗi nha. Để tôi nghe điện thoại cái đã. Có chuyện gì vậy em? Cái gì? Ba ngày ban mặt bị người ta đập đầu cướp túi xách hả? Sau khi em tan sở anh sẽ tới đón em. Anh Trần bên này. Madame à. Khoan hỏi tôi tính sao đã. Bây giờ tôi muốn biết khoảng thời gian trưa ngày 21 tháng 3 đã xảy ra vụ đập đầu cướp túi ở đâu. Chắc chắn anh Trần sẽ tới đó. Để tôi làm cho madame. Trưa ngày 21 tháng 3 xảy ra vụ đập đầu cướp tài sản là ở trước cửa tòa nhà thương mại đằng trước. Làm ơn cho qua, làm ơn. Madame, cứ để tôi. Làm ơn cho qua, làm ơn. Trời ơi, làm gì vậy? Nè. Trời ơi. Xin lỗi nha. Anh buông tay tôi ra đi, đừng ghé tay tôi nữa. Em à, đừng có giận anh nữa mà. Em tha thứ cho anh đi, em về nhà đi mà. Con nó không thể sống thiếu em được đâu hả? Anh còn nhớ anh có đứa con sao? Anh có vợ, anh có con, anh còn ra ngoài đang nhăn mèo mỡ hả? Tôi phải đi về với anh. Anh đi tìm người đàn bà đó đi. Anh không có gặp cô gái đó nữa, luôn cái điện thoại anh cũng đổi luôn rồi. Em đừng có ly dị mà. Làm ơn, em đánh anh đi. Đánh đến em không giận nữa thì thôi ha. Hả? Em không đánh, anh tưởng mình đánh. Anh đã có vợ nè, anh cũng không biết trân trọng. Anh là đồ khốn, anh là đồ khốn, anh đáng đúng chết rồi. Anh đáng chết anh mà. Anh từ đây tôi không quan tâm tới anh nữa. Em mà, em tha thứ cho anh đi mà. Ai, loại đàn ông này đúng là không chết cũng chưa. Thì đó, cô cái gì, anh câm miệng đi. Nè, cô đừng có cản trở tôi năn nỉ vợ tôi nha. Anh làm ơn đi, giờ anh đòi ly dị với anh rồi, em có nghe rõ không? Nè, cái gì chứ, cô là ai vậy? Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Đâu có, chúng ta là phụ nữ, tôi giúp cô, tôi bênh vực cô thôi. Loại đàn ông này không đánh cũng không được. Nè, sao cô đánh chồng tôi? Cô còn gọi anh ta là chồng sao? Cô hỏi ảnh đi, lúc đi mèo mỡ, đi lăng ngang, có nghĩ tới cô không? Có nghĩ tới con cô không? Em à, anh xin thầy đó, từ nay anh không ăn dũng nữa. Em vừa đi làm, vừa phải chăm sóc cho gia đình, chuyện gì cũng muốn tốt cho anh hết. Bản thân lại chắc chiêu dành dụm. Bộ anh nhớ sao? Anh biết hay sao? Anh nhớ, đương nhiên là anh nhớ rồi. Nè, nè nè nè, tiếp thuốc trị ngứa này mắc lắm chứ bộ. Em đã lên mạng đặt mua mà. Em biết anh bị bệnh ngứa mãn tính, em tìm bác sĩ dùng cho anh lại tra rất nhiều tài liệu, tốn rất nhiều tiền cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em à, anh thật sự biết ơn em nhiều lắm. Em à, em tha thứ cho anh đi mà hả? Có được không? Thôi đi, đừng tin loại người này, chắc chắn lại nói dối nữa, đừng tin anh ta. Cái gì chứ, cô biết cái gì? Chồng của tôi đối xử tốt với tôi vô cùng. Lần trước có bạn đập đầu, ngày nào anh cũng tới đưa tôi đi làm tan sở. Phải đó em à. Cô là ai chứ? Chuyện của vợ chồng tôi liên quan gì tới cô? Tôi thật không hiểu loại đàn ông này còn nhận là chồng nữa sao? Nhận anh làm chồng cái gì? Anh đã từng là chồng của tôi mà. Dù sao thì anh cũng chỉ phạm lỗi một lần thôi. Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh đi. Phải đó, cho anh cơ hội đi bà. Tha thứ cho anh đi có được hay không hả?
ở đây đông người lắm, về nhà mới nói đi. Tức là em tha thứ cho anh rồi hả? Có được không? Ê, thôi hết chuyện rồi. Madam à, vậy có phải lần này tôi lanh trí không? Tôi biết cô dùng kế khích tướng giúp anh Trần năn nỉ được vợ của ảnh. Có tiến bộ. Nhưng mà chúng ta giúp ảnh như vậy, ảnh thực sự chịu đứng ra làm chứng sao? Không biết nữa, nhưng giúp người ta cứu vãn giữ được gia đình cũng là đáng mừng mà. Phòng tiếp khách ghi hình chính em. Hôm qua sau khi năn nỉ được vợ của tôi, về nhà tôi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu madam chạy tới giả bộ hung dữ nạt tôi, thật ra là muốn giúp đỡ tôi. Sau đó vợ tôi còn không ngừng nói hai người nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng. Cô bị hai người chọc tức một lát, cô đã khẳng định lần này không chọn nhầm chồng. Tin tôi sẽ cải tà quy chính, lần này cảm ơn hai người nhiều lắm. Nếu anh thật sự biết sai chịu sửa, chắc chắn cô sẽ hiểu. Tóm lại lần này thật sự cảm ơn hai người nha. Nếu không tôi thật sự không biết năn nỉ tới bao giờ nữa và phải quỳ tới bao giờ nữa. Thật ra tôi thấy trong túi của vợ anh có tiếp thuốc trị ngứa, tôi cảm thấy cô vẫn còn quan tâm anh, vẫn chưa cạn tình với anh, cho nên tôi định dùng kế khích tướng liều thử vậy thôi. Nếu giúp được anh thì càng tốt hơn. Cô cũng đã giúp tôi cũng phải giúp lại cho mọi người, cho nên tôi đồng ý ra tòa làm chứng. Nếu anh ra tòa cho lời khai, chúng tôi càng chắc chắn có thể khởi tố thành công những gian thương thu nhận tiền không chính đáng, vi phạm điều lệ quảng cáo sản phẩm. Đừng khách sáo mà. Nè, nhận giùm người ta đi, để người ta được nghỉ sớm thôi. Ngoan lắm. Cũng phải. Nè, coi nè, lớp luyện thi vào hải quan, cựu quan chức hải quan đích thân chỉ dạy. Hay là lên trển coi thử đi. Đừng có tin quá, rõ ràng là lừa gạt rồi, gã khùng mới mắc bẫy mà thôi. Chắc không đâu. Đừng có dễ tin người quá mà, có được hay không? Ít, buông ra đi, bày lớp phấn rồi. Nhìn lại đi. Tiếp tục nhìn đi. Ôi, bỏ đi, nhìn thấy cũng kinh tởm, chắc chắn là quen gái già rồi. Vậy cũng phải, mất công rửa mắt. Làm ơn. Quên mua chút đồ quan trọng, cứ lên trển trước đi. Đợi với. Những bạn đã đăng ký lớp luyện thi vào hải quan thì lấy một quyển sách ở đây, sau đó có thể đăng ký ở bên này. Cho hỏi ai là người phụ trách? Tôi là người phụ trách, có gì không vậy? Hải quan Hồng Kông. Cho hỏi ông Di Thế Huỳnh coi đây không? Là tôi. Trung tâm của mọi người tổ chức lớp luyện thi cho hải quan. Tự xưng giáo viên của mọi người là cựu quan chức hải quan. Nhưng theo điều tra chúng tôi, ông Di Thế Quân đây thực tế chưa từng đảm nhận bất cứ chức vụ nào trong ngành hải quan. Trong tình huống hai người biết rõ, dùng kinh nghiệm giả tạo làm chiêu trò quảng cáo, đã can tội vi phạm điều lệ quảng cáo sản phẩm. Bây giờ chính thức bắt giữ hai người, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Hai người có quyền giữ im lặng, nhưng những gì hai người nói sẽ được ghi lại, dùng làm bằng chứng trình tòa. Đưa họ đi. Yes, madam. Chúng tôi cần phải vào trong điều tra, có đồng nghiệp nào có thể dẫn đường không? Bên đây. Cảm ơn. Nè, các vị làm ơn giấy chứng minh đi. Làm phiền những bạn đã đăng ký lớp luyện thi hải quan, chúng tôi cần các vị hỗ trợ điều tra. Lát nữa sẽ có đồng nghiệp đăng ký cho mọi người. Cảm ơn. Anh cũng tới đăng ký lớp luyện thi hải quan sao? Tôi đi ngang thôi. Cảm ơn nhiều. Chắc chắn tên đó sợ mất mặt nên mới không nhận là mắc bẫy thôi. Tôi đi trước nha. Đâu có, lúc nãy ta nói chỗ này lừa đảo rồi, thông minh lắm. Cậu sao vậy? Nói bản thân ngốc hay đần độn đi. Tôi muốn hỏi anh, sau khi đăng ký thông tin xong sẽ dùng để làm gì? Hiện cho gì tiếp tục điều tra thôi. Yên tâm đi, không ảnh hưởng anh thi vào hải quan đâu. Sếp ơi, học phí tôi đóng hết rồi, sau này có cơ hội lấy lại không vậy? Có. Sau khi hải quan khởi tố hình sự thành công, sẽ tăng thêm tỷ lệ bồi thường dân sự. Sau 28 ngày kết thúc phiên xét xử, nếu không có bất cứ ai lên tiếng đề nghị, người bị hại sẽ có thể xin bồi thường dân sự, hay là tới tòa đặc biệt xử các vụ kiện nhỏ để xin được bồi thường. Cảm ơn. Đã nói thi vào hải quan phải dựa vào thực lực, không có đường tắt rồi. Cậu đó đăng ký lớp luyện thi gì đó, tiền mất cũng không sao, lại còn xấu hổ trước mặt các sếp nữa. Bộ tôi muốn sao?
Tôi chỉ muốn nắm chắc phần thắng thôi, rồi muốn thi đậu thôi. Muốn cái đầu cậu đó bây giờ thì ê mặt rồi. Lúc nãy sếp nói là không có gì mà.